Xin kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục lật bài học ở trong sách Eveso. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào đoạn 3, câu thứ 20 và câu thứ 21. Tôi xin phép được đọc ở đây. Và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyền Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Giêsu Christ trải các thời đại đời đời vô cùng. Amen kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến phần kết thúc của lời cầu nguyện thứ hai mà sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện cho Hòa thánh chúa tại Ephesos. Tại đây chúng ta cũng thấy phần cao trào ở trong lời cầu nguyện này. Trong câu thứ 20 là kết quả tất yếu của một đời sống Cơ đốc mà sứ đồ Phaolô đã trình bày từ câu 16 đến câu 19. Đó là một đời sống trưởng thành trải nghiệm tình yêu của Chúa và mạnh mẽ sống trong tình yêu thương đó. Sứ đồ Phaolô dùng từ ngữ là quyền lực để nói lên sức mạnh của Thánh Linh đứng ngự trong lòng chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Như ông đã nói ở trong đoạn 3 câu thứ 16. Từ ngữ trỗi hơn ở đây nói đến kết quả vượt ngoài sức mong đợi của chúng ta. Trong ý nghĩa của bối cảnh, Vị sứ đồ mong muốn rằng họ không chỉ hiểu về tình yêu Sống nhưng mà sống trong tình yêu Yêu thương nhau bằng tình yêu đó Và cái kết quả đó là Người Do Thái và dân ngoại Họ yêu thương nhau Sống hòa thuận với nhau Đó là sự trỗi hơn Đó là sự trỗi hơn Những điều mà họ cầu xin hoặc suy tưởng Đây là điều ao ước của sứ đồ Phao Lô Sứ đồ Phao Lô ao ước Đức Anh Linh vận hành một cách mạnh mẽ để có thể hiệp làm một những tín hữu do thái và những tín hữu ngoại bang có lẽ rằng người ngoài hay là những người mà chứng kiến họ nghĩ rằng không thể nào người do thái có thể có một sự hiệp một trọn vẹn với những tín hữu ngoại bang cả nhưng trong năng quyền của tình yêu quyền lực của thánh linh sẽ làm trỗi hơn những điều chúng ta cầu sinh hoặc suy tưởng chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Chúng ta tự hỏi rằng một câu trả lời nói rằng tại sao sứ đồ Phaolô lại cầu nguyện điều này để làm gì? thì câu trả lời đó rằng để tình yêu của Chúa được tôn cao và danh Ngài được vinh hiển trong Hội thánh của Ngài đời đời. Như vậy khi chúng ta suy nghĩ về tình yêu của Chúa, chúng ta thấy rằng khi chúng ta sống với nhau thì danh Chúa được vinh hiển. Chúng ta cư xử với nhau bằng tình yêu Chúng ta làm sáng danh của Chúa Điều này chính Chúa Giêsu cũng đã nói ở Trong tin lành văn đoạn 13 câu thứ 35 Nếu các người yêu nhau Thì ấy là tại điều đó Thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi Là môn đồ ta Tình yêu thương Mà sứ đồ Phaolô muốn học thánh Chúa Tại Ephesos Cư xử với nhau Nên khi ông kết thúc lời cầu nguyện này ông nói rằng nguyện ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong đức chúa giêsu christ trải các thời đại đời đời vô cùng ông cầu nguyện vì có chính tình yêu của họ bày tỏ với nhau sẽ làm vinh hiển chúa và sự vinh hiển đó trải các thời đại điều này có nghĩa rằng tình yêu thương nó không suy giảm ngày hôm nay chúng ta vẫn phải yêu nhau bằng tình yêu chúa yêu chúng ta kính thưa quý vị trong phần kết của lời cầu nguyện này chúng ta sẽ rút ra nhiều bài học cho chính mình chúng ta sẽ thấy rằng có thể chúng ta cầu nguyện nhiều điều cho chính cá nhân của chúng ta và cho hội thánh của chúng ta nhưng có bao giờ chúng ta đã cầu nguyện cho tình yêu thương đích thực được thể hiện ở trong hội thánh và cái minh chứng đó là chính chúng ta cam kết sống với tình yêu đó với những người anh em của mình. Vì có nhiều khi chúng ta đọc, chúng ta nghe một bài chia sẻ, chúng ta đọc một bài dưỡng linh, thì chúng ta ao ước rằng ông A, bà B, chị C nào đó đọc được bài này để sống yêu thương. Nhưng chúng ta có sống yêu thương chưa? Chúng ta có cư xử bằng tình yêu đó chưa? Xin để lời Chúa vào trong cuộc đời của chúng ta. Chúa nhắc nhở tôi và quý vị, chúng ta có thể cầu nguyện nhiều điều. Nhưng hãy cầu nguyện để chính chúng ta có thể sống và cư xử với những người anh em của mình bằng tình yêu đó. Có thể chúng ta cầu nguyện, nhưng chúng ta có tin rằng Chúa sẽ làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng không? Tại vì chúng ta cầu nguyện, nhưng mà nói rằng chúng ta vẫn không chấp nhận người anh em chúng ta được. Chúng ta vẫn cảm thấy khó để mà hòa thuận với những cái nhóm người đó. Nhưng hãy cầu xin chúa vì tình yêu của chúa những điều chúa làm năng lực của ngài sẽ giúp chúng ta vì ngài làm cho chúng ta trỗi hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng chúa sẽ hàn gắn chúa sẽ kết nối chúa sẽ làm chúng ta làm được những điều mà chúng ta nghĩ rằng mình không thể làm được xin chúa giúp đỡ cho tôi và quý vị chúng ta cầu nguyện cho những người mà chúng ta đang làm tổn thương chúng ta. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta yêu họ. Chúng ta cầu nguyện cho những sự rạn nứt ở trong hội thánh để chính chúng ta sẽ là người tiên phong sống tình yêu thương để kết nối, để hàn gắn những sự rạn nứt đó. Đó là điều mà Chúa muốn mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho bài học ngày hôm nay. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn ngài Vì tình yêu thương của Chúa ở trong chúng con Và Chúa ơi đôi khi chúng con vẫn chưa hình dung hết tình yêu thương đó Có thể như thế nào, mạnh mẽ như thế nào trong cuộc đời của chúng con Nhưng lời dạy của sứ đồ pha cho chúng con thấy Tình yêu đó sẽ làm cho chúng con là năng lực Làm cho trói hơn mọi sự cầu sinh và suy tưởng Để giúp cho chúng con có thể yêu thương những người làm tổn thương chúng con Yêu thương kẻ thù của chúng con và làm cho chúng con làm sáng danh Chúa Ở giữa thế giới này Xin Chúa cho chúng con thấy được Đây là bài học cho cá nhân chúng con Nhiều khi chúng con cầu nguyện cho người này Người kia phải yêu thương nhau Nhưng chính chúng con vẫn chưa sống với tình yêu đó Xin Chúa cho chúng con kinh nghiệm Và sống một cam kết sống với tình yêu Chúa dành cho chúng con Để rồi chúng con chứng kiến những điều tuyệt vời Những điều màu nhiệm xảy ra trong hội thánh của Chúa Trời Khi chúng con sống với tình yêu đó con cảm ơn Chúa về trong cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin trọng kính chào toàn thể quý vị.